Cứ đến gần Tết, người dân làng hoa Quảng Long, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình lại tất bật chăm sóc cho ruộng hoa của gia đình mình để kịp xuất bán đợt Tết Nguyên đán 2024. Gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, ngày nào cũng tích cực tưới nước, làm cỏ, tỉa lá. Vì là vụ hoa chính nên mọi công việc đều được gia đình ông luôn dồn công sức chăm chút cho ruộng hoa. Năm nay, gia đình ông Thủy trồng hơn 3 sào hoa với khoảng hơn 15.000 cây các loại hoa cúc. Cái năm nay đẹp cho anh thua, cho nên cơn hoa phát triển đẹp hơn, mà thuận lợi hơn so với các năm. Mà điều cần căn bản là sợ cái châu lụ nữa thôi. Thời gian xuống giống và phương pháp chăm sóc mỗi loại cây đều khác nhau. Vậy nên, mỗi loại cây, bà con sẽ lựa chọn thời gian trồng khác nhau để phù hợp với điều kiện của mỗi loại. Người dân phường Quảng Long chăm sóc từ khâu làm đất, ươm giống cho đến theo dõi thông tin thời tiết để hoa có thể nở đúng vào thời điểm gần Tết. Bên cạnh đó, bà con còn phải theo dõi sâu bệnh hàng ngày để có thể phát hiện sớm, phòng trừ kịp thời. Giai đoạn này là chủ yếu với rây với sâu. Là mình tập trung bà con là mình đang còn chủ yếu diệt cái rây cái sâu để đạt kết quả cao. Thì cũng bà con nông dân thì trong vào vụ tỉ thiên như giá cả để mà thu lại được cái đồng vốn, tại vì chi phí mình bỏ ra cũng nhiều mà nên trong giá cả cho được mua. Trước đây phường Quảng Long chủ yếu trồng lúa nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Vài năm trở lại đây, bà con đã chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu, tạo cho nguồn thu nhập gần 250 triệu đồng một hecta đối với những vùng trồng tập trung, cao hơn rất nhiều so với trồng lúa trước đây. Hiện nay có hơn 120 hộ trồng với diện tích khoảng 50 hecta mang lại thu nhập lớn mỗi năm. Thì để phát triển cái làng nghề trồng hoa một cách là có hiệu quả, nhằm động viên khuyến khích bà con nhân dân là chủ động để chuyển đổi, đem những cái giống hoa mới, những cái giống hoa chất lượng cao vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, thì địa phương sẽ quy hoạch thành từng vùng, vùng trồng từng loại hoa theo từng vùng để đảm tiền cho trong cái công tác chăm sóc cũng như là thực hiện cái việc là chuyển đổi có hiệu quả hơn, nhằm đem lại đời sống của bà con ngày càng là tốt hơn. Nắm bắt được hiệu quả từ mô hình trồng hoa kết hợp rau màu này, trong thời gian tới, địa phương sẽ tạo kế hoạch phân chia vùng trồng tập trung từng loại hoa để thuận tiện trong việc chăm sóc. Hiện những ngày giáp Tết, nhiều ruộng hoa đã được thương lái đặt trước để có đủ nguồn hoa tươi cung ứng cho thị trường trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.